Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, một số đối tượng vì quyền lợi vị kỷ bị kẻ xấu, các tổ chức phản động lôi kéo dẫn đến bất chấp đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, bất chấp pháp luật, sử dụng không gian mạng phát tán nhiều thông tin sai lệch, công khai công kích chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tiếp tay cho kẻ xấu làm hại đất nước. Ban đầu, các đối tượng đều là những công dân bình thường, nhưng rồi sa ngã và dần trượt dài trên con đường tội lỗi. Đó là đối tượng Phạm Văn Trờ, sinh năm 1964, trú tại thôn Hướng Đạo, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm. Trước khi trở thành bị can trong vụ án xâm phạm an ninh quốc gia, bị bắt giữ vào ngày 29 tháng 1 năm 2024. Trờ có một bản lý lịch khá sáng, y từng là cử nhân kinh tế và công tác tại Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Trong quá trình công tác, Trờ liên tục không chấp hành kỷ luật của công ty và bị sa thải vào năm 2014. Từ đó, Trờ trở về quê hương sinh sống, nhưng luôn có những hành động đi ngược lại với tập thể, gây bất ổn tình hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn. Lợi dụng cái gọi là tự do ngôn luận trên trang Facebook cá nhân của mình, từ năm 2020 đến tháng 11 năm 2023, Trờ quản lý và sử dụng tài khoản Facebook. Trờ Phạm Văn và Nguyễn Minh Tân đã phát livestream đăng tải, chia sẻ 7 video có nội dung xuyên tạc tình hình thực tế, nói xấu chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, bôi nhọ, xúc phạm lãnh tụ. Thực tế này, ông ở về nhà này, thì ông đối xử với tức hàng xóm này, không có tình. Đấy, người ta ở đâu rồi đấy, vừa tình vừa lý, thì nó vừa sao, nó hai bên, nó hài hòa. Thì về địa phương thì gia đình có chống đối, tự ý ra trồng cây ở đất công điền của thôn, đến gặp giữ nhắc nhở. Thì ông ấy cứ mồn vùng, cứ vẫn cứ làm. Trước đó, vào ngày 10 tháng 6 năm 2018, lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ Nguyễn Xuân Trường, sinh năm 1986, trú tại xã Phương Triều, thành phố Hưng Yên. Đây là đối tượng sử dụng xe gắn máy không biển số, đội mũ, bịt mặt đã thực hiện hành vi giải truyền đơn tại nhiều tuyến phố trên địa bàn thành phố Hưng Yên. Nội dung truyền đơn ủng hộ tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Thông qua Facebook, Trường đã đăng tải gần 100 livestream với nội dung nói xấu Đảng Cộng sản Việt Nam. Trường bị Tòa án Nhân dân tỉnh kết án 12 năm tù về tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Tôi đã nhận thức được hành vi của tôi sai trái, đi ngược lại lợi ích của nhân dân và Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tôi cảnh báo với những người đã sắp và đã đang có hành vi là chống lại Đảng và Nhà nước, chống lại lợi ích của nhân dân, thì không nên nghe theo bất kỳ một cái tổ chức nào, cá nhân nào. Các cấp ở dưới cơ sở để tăng cường công tác quản lý cũng như các cái dấu hiệu hiện hành, hoạt động hiện hành của các đối tượng để từ đó có cái biện pháp. Việc bắt giữ Phạm Văn Trờ và kết án Nguyễn Xuân Trường chính là lời cảnh tỉnh cho những đối tượng đang có mưu đồ tiến hành các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. Mọi hành vi phạm tội chống phá quê hương đất nước sẽ bị nghiêm trị trước pháp luật và bị nhân dân lên án. Nếu đã chót ngược đường thì hãy biết dừng lại trước khi quá muộn.